khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Chị Nhân xin gửi chào đến tất cả khán giả đang xem chương trình Nói Đi Ngại Gì. Chị Nhân và La Ngọt như là những đôi bạn rất là thân thôi. Một cái mối quan hệ nó sẽ không có một cái cục nào là đẹp hết trơn. Mình lăng nhăng này kia, phải nói thẳng là làm như vậy là rất là ngu. Mọi việc nó sẽ rất là phức tạp, mình sẽ rất là đau khổ. Đã gọi là người thứ ba thì họ phải yêu cái người đối phương của mình đáng thương đó. Tại sao đáng chứ? Họ yêu mà không yêu mình từ lúc đầu thì sau này họ cũng sẽ không yêu mình được đâu. Làm chung nghề với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều thì nảy sinh tình cảm. Quen thì cũng thầm lặng thôi chứ không có phải là công khai hay là cho mọi người biết gì hết. Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Và hôm nay Ellie rất vui được mời đến đây một nhân vật khá là quen thuộc của chúng ta thời gian gần đây, đó chính là ca sĩ Chi Dân. Và xin mời Chi Dân có lời chào đến khán giả chương trình. Chi Dân xin gửi chào đến tất cả khán giả đang xem chương trình Nói Đi Ngại Gì và cùng chào nữ MC xinh đẹp Ellie. Chi Dân ơi, tất cả khách mời đến chương trình đều phải thực hiện một cái bước, đó là bước tuyên thệ. Với nội dung sau đây là tôi tên là và tôi xin cam đoan những gì tôi chia sẻ trong chương trình này hoàn toàn là sự thật và không ngần ngại bởi điều gì hết. Chắc là Chi Dân cũng không thể nào từ chối đâu ha. Rồi, cái này giống như là mình tới đây để mình thú tội hay sao? Nó cũng na ná vậy đó. Thì bây giờ đang sao? Tôi tên là tên Lồi. Tôi tên là Chi Dân và hôm nay tôi đến đây trong chương trình Nói Đi Ngại Gì và tôi xin cam đoan những lời nói của tôi sẽ là những lời nói sự thật trước tòa. Ok, nói gì cũng được, nó càng tăng thêm tính nghiêm trọng. Và chúng ta sẽ biết là cái những lời mà sau đây Chi Dân chia sẻ đều hoàn toàn là sự thật nha mọi người. Okay. Chúng ta có quyền kiểm chứng sau câu này nha. Và Chi Dân ơi, vừa rồi lấy cái cảm hứng từ cái MV mới vừa ra của Chi Dân ấy, thì muốn hỏi Chi Dân một câu là có bao giờ mình bị rơi vào cái tình huống đó chưa? Và cái câu thứ hai là bạn lấy cái ý tưởng và lấy cái cảm hứng để mà làm cái MV đó từ ai? Có từ bạn bè, những người xung quanh không hay là một cái nhân vật hư cấu thôi? Trước đây thì Chi Dân cũng đã từng vào cái trường hợp đó, nhưng mà không đến nỗi là cái người bạn gái đó là có gia đình, mà là cái nhân vật đó là đã có bạn trai thôi chứ chưa nghiêm trọng đến mức là đã có gia đình. Thì đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Và cái câu chuyện mà làm cho dân truyền cảm hứng cho dân để làm cái MV này á, thì xuất phát từ một người bạn cũng chơi khá là thân với Chi Dân, mà Chi Dân không thể nào tìm không nói tên trên người này. Ta đúng không, tại vì người ta cũng làm hoạt động trong giới hay đúng sao? Rồi trong giới luôn, cho nên là và Chi Dân cảm thấy là cũng rất nhiều trường hợp giống như cái bạn, giống như cái bạn của Chi Dân á, là đã vào cái trường hợp như thế này. Là đã biết là cái người đối phương đã có gia đình, đã có chủ và đã có, nói chung là, nhưng mà cái câu chuyện trong MV của Chi Dân nó còn phức tạp hơn như vậy nữa mà. Nhân vật nam thì vẫn yêu cái cô gái đó, cho dù biết cái cô gái đó là đang là người thứ ba trong rồi. Một cái mối quan hệ khác. Đúng. Là nó rối ren vậy đó. Đúng, nó một cái mối quan hệ rất 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 là phức tạp, chứ không phải là phức tạp không. Đúng rồi, rất là phức tạp. Bình thường là mình thấy là chỉ cần là người thứ ba thôi là thấy nhức đầu. Đúng rồi. Đúng rồi, này là hình người thứ tư luôn này. Đúng rồi, mình yêu một người là người thứ ba trong một cái mối quan hệ khác. Và người đó lại là người thứ ba trong một cái mối quan hệ khác nữa. Nó rất là rối. Đúng. Thực ra là mọi người khi mà Ellie nói để cái vấn đề này, Ellie cũng phải sắp xếp lại cái dữ liệu, nó hơi bị rối ren xíu. Và nói một xíu về Chi Dân ở thời điểm hiện tại đi. Bạn có đang trong mối quan hệ nào không? Không. Hiện tại thì không. Hiện tại thì không. Rồi. Trước kia thì có. Nhưng mà cái cuộc sống bây giờ xung quanh như thế nào, đời tư một chút xíu á. Cuộc sống bây giờ rất là ổn, rất bình thường. Vẫn sáng thức dậy ăn sáng, rồi đi làm, đi tập gym, rồi đi diễn như kia đó. Rồi còn cái mối tình trước đó đã kết thúc bao lâu so với thời điểm hiện tại? Cũng cách đây mấy năm rồi. Mấy năm luôn hả? Là mấy năm từ lúc đó đổ về sau này là không yêu ai luôn? Đúng rồi. Vậy đó có phải là mối quan hệ rất là sâu nặng ha? Không phải là mối quan hệ sâu nặng, mà tại vì mình cảm thấy khi mà mình yêu á mà nó không đi đến đâu, cảm thấy nó rất bị mất thời gian, muốn tập trung vào sự nghiệp thôi, dựa tập trung vào với lại dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
trong một cái mối quan hệ thì dựa vào cái điểm gì thì chị Dân cảm thấy là cái mối quan hệ nó không đi tới đâu? Đôi khi là cứ hay cãi vã rồi giận thờn, cứ như vậy hoài thì nghĩ là sẽ không đi đến đâu. Nhưng mà đâu có mối quan hệ nào mà tránh khỏi những điều đó được đâu. Nhưng mà cãi vã thường xuyên thì mình là một điều đáng nói. Ví dụ như đôi khi tầm một tháng, hai tháng rồi có thể giận nhau một hai lần thì không sao. Còn này ngày nào cũng gây lộn, cái như là bị khắc khẩu rồi. Hai người không cùng chung quan điểm thì có thể là nghĩa sẽ không đi đến đâu. Và lúc chia tay thì chị Dân còn tình cảm với bạn nữ này hay không? Dĩ nhiên là còn, nhưng mà tại vì không có thể vẫn muốn tiếp tục. Nhưng mà cảm thấy trong một cái mối quan hệ mà cảm thấy cái điểm dừng, cái kết thúc của mình nó không có, điểm dừng là hạnh phúc nó không có, thì mình nghĩ là mình nên suy nghĩ lại. Cho dù là còn yêu nhưng mà phải, cái tình cảm nó còn từ hai phía thì tại sao hai người không có ngồi lại rồi xong rồi nói chuyện với nhau rồi coi mình có hướng giải quyết nào không trước khi mình nói là chia tay? Cũng không hẳn là phải là chia tay, tại vì hai người đều im lặng với nhau và tự nhận ra cho mình cái lời im lặng đó cũng như là lần chia tay. Và trong cái khoảng gần đây là chị Dân có tìm hiểu một ai khác không? Vẫn chưa. Còn cái vấn đề mà người ta đang đồn đoán về chị Dân và Lan Ngọc thì như thế nào nhỉ? Hiện tại thì chị Dân và Lan Ngọc như là những đôi bạn rất là thân thôi. Chị Dân chơi với Lan Ngọc và ST K3 là ba người rất là thân với nhau và thường hay đi ăn đi uống. Và cả nhau. Việc người ta bắt gặp hai bạn bảo đôi nè, check in cùng location nè. Cái đó đôi khi là những cái sự tình cờ thôi, chứ ngoài ra đôi khi đi, ví dụ như giờ Chi Dân đi đến một cái địa điểm đó mà Ellie cũng ngay địa điểm đó, Lan Ngọc cũng ngay địa điểm đó, bây giờ lỡ ba người check in chung một cái điểm đó thì mọi người lúc nào cũng nghĩ là Chi Dân với Lan Ngọc, chứ không thể nào mà nghĩ Chi Dân với Ellie thì đúng không? Thì tại vì lúc nào mọi người cũng gán ghép như vậy thì lúc nào cũng sẽ nghĩ như vậy. Thử ví dụ như Chi Dân đi đến cái điểm đó chung với ST, mọi người có nghĩ như vậy không? Chắc cũng nghĩ. Có nghĩ luôn đó. Nói chung là có nghĩ luôn. Mọi người suy nghĩ như thế nào hay là mọi người nói như thế nào đó là quyền của mọi người, mình không có thể nào mình cấm đoán hay là mình có thể ngăn cản họ được. Ai cũng có một cái quyền suy nghĩ mà. Nên cho nên là Chi Dân không có thể, Chi Dân không có muốn lên mà Chi Dân minh bạch là Chi Dân phải giải thích một cái gì mọi người cũng nghĩ sao cũng được. Nhưng mà trong cái mối quan hệ này thì Chi Dân với Lan Ngọc vẫn là bạn bè bình thường thôi. Vậy theo quan điểm của Chi Dân là có cái mối quan hệ trong sáng hoàn toàn bạn bè giữa nam và nữ hay không? Giữa nam và nữ là bạn bè mà. Có không? Có. Và nó khả quan, xảy ra rất nhiều hay là nó rất là hiếm? Rất là nhiều. Rất là nhiều hả? Có không? Mình thấy ít lắm luôn á. Và có bao giờ mình say nắng cái người bạn của mình không? Đôi khi cũng say nắng chứ. Bây giờ sao? Hồi trước ban đầu khi lần đầu gặp thì có thể say nắng, nhưng mà bây giờ tại sao chơi thân được biết tính nhau chứ đâu có thể say nắng được nữa. Ủa, ý là lòi ra hết những cái nói ăn tật xấu hay sao nhỉ? Lúc nào mình nên hiểu làm sao? Hoặc là mình thân quá rồi mình không có câu nệ gì hết. Nói là thân quá cho nên là không có nghĩ gì nhiều. Nghe nói là Chi Dân rất là đào hoa đúng không ạ? Chi không có đào hoa. Đào bông á? Đào bông. Ok. Chi Dân nói thật nha, thú thật với mọi người là đến thời điểm này Chi Dân vẫn chưa có hiểu cái câu đào hoa là như thế nào, Eo Lê có thể giải thích được. Đào hoa thì theo Lê nghĩ có nó có hai cái chiều hướng, một là tự bản thân mình luôn luôn muốn rất nhiều và mình tìm kiếm rất nhiều. Một cái chiều hướng khác là ở thế bị động hơn, là mình cố thủ ở đó nhưng mà những cái vệ tinh vẫn xung quanh. Thì nếu mà Chi Dân cảm thấy mình đào hoa thì Eo Ly muốn hỏi câu tiếp theo là bạn cảm thấy bạn là cái trường hợp nào trong hai trường hợp đó? Nếu mà theo Chi Dân thì cả hai luôn. Có thể là nhiều cũng nhiều, tại vì Chi Dân là người công chúng cho nên là các fan cái Dân thường thường cũng là fan nữ là nhiều và được sự chú ý của các bạn nữ rất là nhiều đó. Và đôi khi Chi Dân cũng là một người rất là thích về cái đẹp, có thể là gặp những cái bạn gái có những cái vẻ đẹp ngộ nghĩnh hoặc là đáng yêu thì Chi Dân vẫn có thể thích ngắm nghía như thế. Nhưng mà để có thể mà suy nghĩ đi đến một cái mối quan hệ xa hơn thì Chi Dân không có nghĩ. Chỉ thích ngắm thôi. Như vậy có gọi là đào hoa. Còn những nếu mà Chi Dân ở cái thế bị động mà các bạn nữ ở xung quanh vẫn tìm kiếm thì trường hợp đó thì sao? Nó vẫn có đúng không? Vẫn có. Thì vẫn gọi là đào hoa đó. Vẫn là đào hoa. Đúng rồi. Ồ. Dạ. Tưởng là Chi Dân nghĩ từ trước giờ đào hoa nghe là mình lăng nhăng này kia.
Không, nó có hai, nó có hai option như vậy. Và để hiểu thêm về Chi Dân là chúng ta sẽ đến phần tiếp theo chương trình nha mọi người nha. Trong MV của Chi Dân thì Chi Dân yêu một cái người là người thứ ba trong mối quan hệ. Thì theo Chi Dân suy nghĩ, cái tâm lý của người bạn trai, người đàn ông trong cái tình huống đó sẽ như thế nào? Nó rõ nét hơn trong cái suy nghĩ của bạn. Nó bị bất lực. Tại vì mình biết cái đối phương của mình đang vào một cái, cũng đóng một cái vai trò là người thứ ba giống như mình, muốn khuyên can, muốn ngăn cản nhưng mà không thể nào làm được gì hết. Chỉ biết đứng nhìn, đòi an ủi, rồi đôi khi muốn tiến lại gần đến nhưng mà lại cứ bị hất ra. Nói chung là không làm được gì thì nghĩa là bị bất lực, thì không làm được gì hết. Còn nếu như mà ở ngoài đời mà dòng đời xô đẩy sao, xui xui hên hên sao mình bị và rơi vào hoàn cảnh đó, thì liệu Chi Dân có cư xử giống như trong MV không? Ngoài đời nếu mà Chi Dân biết một cái người, cái bạn của mình, cái người mà thích á, mà đang một trong một cái mối quan hệ như vậy á, thì là chắc chắn là Chi Dân sẽ không bao giờ có thể đến với bên cạnh người đó được á. Cho nên là sẽ không có cái tình huống giả định trong lúc này. Mình biết là nếu mà làm vậy là phải nói thẳng là làm như vậy là rất là ngu. Cho nên là Chi Dân sẽ không có dính vào một cái mối quan hệ như thế. Có hai điều. Cái thứ nhất là chúng ta đều biết là tình yêu mình không nói trước được điều gì. Và cái điều thứ hai là có thể lúc mà Chi Dân gặp người đó, Chi Dân không biết là họ có một cái đời tư nó rối ren như vậy. Và mình lỡ mình fall in love rồi, rồi xong rồi mình cuối cùng phát hiện ra thì giờ sao? Trước kia thì Chi Dân cũng đã từng gặp phải một trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng giống như Ellie nói á, là sau khi tìm hiểu một thời gian thì mới biết cái người đó đang trong cái mối quan hệ nó phức tạp như vậy. Nhưng mà nó phức tạp đến cái mức độ là đã có bạn trai rồi thôi, chứ không phải là đang trong một cái mối quan hệ mà cái người bạn trai đó là đang có vợ này kia. Phải không ta? Trời. Đúng rồi. Không hề nhớ luôn á. Đúng rồi, là đang có bạn trai thôi, chứ không phải là cái người bạn trai đó có vợ rồi. Nó không có phức tạp như cái mối quan hệ này. Đó, thì khi mà mình gặp cái tình cảnh như vậy thì cũng rất là khó xử, tại vì tìm hiểu cũng khá là lâu rồi, cái tình cảm nó cũng đã có nhiều rồi. Cho nên là khó dứt ra lắm. Thì còn cái chuyện mà ví dụ như mà Chi Dân mà khi mà bước vào trong một cái thời gian ngắn mà biết như vậy thì là mình sẽ ra đúng không? Còn cái lúc mà khi mà Chi Dân đã có tình cảm rồi thì bạn đã xử lý như thế nào? Thì cũng cố gắng nhất đầu ha. Cũng cố gắng thì cũng thương, thì thương yêu thì vẫn có, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục như vậy, nhưng mà sẽ từ từ mà giãn ra. Tại vì mình biết á, một cái mối quan hệ nó sẽ không có một cái kết cục nào gọi là đẹp hết trơn, và nó sẽ không cứ đi đến đâu hết. Cho nên mình biết như vậy, cho nên mình cứ từ từ mình giãn ra. Tại vì nói buông một lần là không thể nào buông được. Yêu mà, khi yêu thì không thể nào mà có một người ví dụ như là khi hết yêu thì chia tay được, còn khi mà còn đang quen không thể nào mà còn yêu thì không thể nào mà chia tay được hết. Ok, khúc này có vẻ thành thật với trái tim nè. Đúng không? Nãy giờ không thấy thành thật. Khúc này có vẻ thành thật với trái tim. Đó. Thì mình phải từ từ để cho giãn tình cảm nó vơi bớt từ từ thì mới có thể tách ra được. Chứ còn mà đang yêu như vậy mà kêu người ta mà chia tay ra thì mọi việc nó sẽ rất là phức tạp. Mình sẽ rất là đau khổ. Không ai lại như vậy hết. Và theo quan điểm của Chi Dân á, về chuyện người thứ ba như thế nào? Chi Dân cảm thấy là người đó đáng thương hay đáng trách? Đáng thương chứ. Tại sao đáng trách? Họ yêu mà. Khi nào mà họ ghét cái người đó mà họ yêu cái người đó mà họ đến với người đó họ vì một cái lý do gì đó thì mới là đáng trách. Còn hầu hết những người thứ ba khi mà họ đến đó, họ đều đã gọi là người thứ ba thì họ phải yêu cái người đối phương của mình thì mới có thể làm người thứ ba được. Nhưng mà cũng không loại trừ những cái phương án của những người mà người ta đã biết cái cặp đôi đó là đã là một cái cặp đôi rất là hạnh phúc và đang hạnh phúc, người ta vẫn cố chen chân vô vì một cái lợi ích gì đó. Cái những người đó thì có thể là sẽ đáng ghét thiệt, còn có một số người sẽ rất đáng thương. Ví dụ như trường hợp của Chi Dân, ví dụ mình không biết mà mình bước vào rồi cuối cùng biết là mình sẽ thành người đáng thương đó.
Còn mà mình biết rồi mà mình vẫn đâm đầu vào thì mình đáng ghét. Nếu mà cố tình thì đúng, đúng là rồi. Đúng là cũng có nhiều lúc đó là bị đánh ghen. Không thương, không thương luôn, đánh ghen kệ. Có bao giờ Chi Dân yêu đơn phương một ai đó chưa? Yêu đơn phương thì rất là nhiều. Rất là nhiều luôn á. Cho nên mới có cảm hứng viết rất là nhiều bài về đơn phương. Lâu rồi, cách đây khá là lâu rồi, bây giờ là lớn rồi cho nên là không có yêu đơn phương nữa. Giờ trưởng thành rồi. Trưởng thành rồi. Và tại sao trong cái MV là thì Chi Dân không đến với cô gái đó nhỉ? Tại sao bạn lại chọn kết cục đó? Tại vì chuyện đã rành rành ở trước mắt là cô gái, khi một người mà đã không yêu mình từ lúc đầu thì sau này họ cũng sẽ không yêu mình được đâu. Ủa có phải mà không? Mà tin mình đi. Nhưng mà cái tâm lý của phụ nữ nó khác với đàn ông. Có thể là thời gian là cái tên nó là mưa dầm thấm lâu đúng không? Sau này nhận ra những cái điều đó xong rồi. Nhưng mà xảy ra cái tình cảnh như vậy, cái tình thế nó như vậy thì cái chàng trai này khó chấp nhận được cái cô gái này lắm. Cái một người mà mình yêu thương hết lòng như vậy, khuyên can đủ điều. Em ơi đừng có thương cái anh đó, tại vì anh đó đã có gia đình rồi. Nhưng mà cô gái này vẫn không nghe, vẫn tiếp tục lao vào. Rõ ràng là cô gái này sai rồi. Biết người ta có gia đình mà không thể nào không rút ra, không rời ra. Mà cứ đâm đầu mà tiếp tục, coi như là một người phá vỡ hạnh phúc. Có nghĩa là nếu trong cái thời điểm đó cô gái này chấp nhận dừng lại ở cái khoảnh khắc đó. Đúng. Thì sẽ có một cái happy ending đúng, đúng không? Đúng. Thì chàng trai này có thể suy nghĩ là cô gái này cũng có xu hướng là muốn tách rời cái anh kia ra. Và có hướng về mình. Thì ok, con suy nghĩ lại. Còn cái này tất cả những hành động vì cái chàng trai này, vì cô gái này, mặc biệt cô gái này siêu xua ra thôi. Cô gái này lúc nào cũng hướng về cái chàng trai kia. Và đến cái khúc cuối khi mà cái chàng trai này đánh cái anh chàng kia vì cô gái này, mà cô gái này vẫn đứng ra bên cái anh chàng kia chứ không có bên cho mình. Rồi cuối cùng anh chàng này mới nhận ra tất cả mọi thứ là cô gái này chưa bao giờ có một chút gì tình cảm đối với mình đó. Đó làm cho con tim của anh ta tan vỡ. Rồi sau đó thì đó, mọi người đã thấy. Và trong cái MV là hai người này là người làm cùng trong một cái giới nghệ thuật. Là hai ca sĩ trong một công ty dưới sự quản lý của cái anh quản lý đó. Thì chị Dân nghĩ là cái tình yêu ở trong giới đó có bình thường không? Có khả quan hay không? Tình yêu trong có giới dễ dàng không? Rất dễ dàng, tại vì làm chung nghề với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều thì nảy sinh tình cảm. Về bản thân chị Dân có đã từng yêu ai trong giới chưa? Cũng đã từng thôi. Bao nhiêu người nhỉ? Một người. Thì bạn cảm thấy những cái khó khăn và thuận lợi đó là cái gì? Cũng không khó khăn mà cũng không thuận lợi gì hết. Tại vì cái người hồi trước mà Chi Dân quen á thì cũng không phải là nổi tiếng lắm. Quen thì cũng thầm lặng thôi chứ không có phải là công khai hay là cho mọi người biết gì hết. Cho nên là mọi người không biết thì cũng không có khó khăn gì hết. Còn khi mà mình quen với một người, ví dụ như mình quen một người nào đó nổi tiếng quá hoặc là hot quá thì nó sẽ là một cái vấn đề, sẽ là một cái đề tài để mọi người bàn luận rất là nhiều. Sẽ có những cái ý kiến trái chiều, có những người nói vô, có những người nói ra. Nó sẽ rất là nhiều thứ, nhiều vấn đề. Nhưng mà Chi Dân có nghĩ ở một cái khía cạnh khác thì nếu mình quen người trong giới thì nó là một cái phương tiện để mình được chú ý hơn hay không? Không, Chi Dân chưa bao giờ nghĩ như vậy hết. Chị Dân không nghĩ nó là phương tiện. Còn với cái quan điểm, nghĩ đó, cái quan khi điểm nào bình thường mà thì mình sao? Có tình cảm với người nào thì mình quen người đó thôi. Mình tiến tới với người đó thôi. Nếu mà mình nghĩ đó là phương tiện thì có thể là mình sẽ lợi dụng cái người đó để đẩy tên tuổi mình lên. Nhưng mà có nghĩa là trong cái giới của chúng ta, cái giới showbiz của chúng ta cũng có rất là nhiều cặp đôi. Theo Chị Dân nghĩ là trong tất cả họ 100% đều xuất phát từ tình cảm hay là có những cái mục đích khác ở bên lề nữa? Tại vì như mọi người nhìn nhận thì hai người cùng làm nghệ thuật với nhau, nếu mà để lộ ra chút xíu chuyện tình cảm thì cũng sẽ được báo chí rồi mọi thứ sang đó. Đối với một số người thì Chị Dân không biết, nhưng mà đối với Chị Dân, Chị suy nghĩ đơn giản thì Chị Dân nghĩ là chỉ có tình cảm đến với nhau thôi, chứ ngoài ra mà còn mọi người mà nghĩ mà đến với nhau để có thể họ lé lộ một chút gì đó để đẩy tên tuổi qua lại cho nhau thì cái đó Chị Dân không có biết. Vậy thì có... Chị Dân không có thể nào mà đi sâu vào trong lòng của suy nghĩ của mọi người. Vậy có phải đó là một trong những cái lý do mà Chị Dân sẽ không bao giờ công khai chuyện tình cảm của mình ra không? Không phải là lý do mà là
Chi Dân trước giờ chưa bao giờ muốn mọi người biết về đời tư của mình quá nhiều. Nói chung là biết về cuộc sống của Chi Dân thôi, phải còn về chuyện tình cảm của Chi Dân không muốn ai biết hết. Tại vì fan của Chi Dân đa phần là fan nữ. Chi Dân mà có, nói chung là có tình cảm với ai hay sao thì các bạn sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà Việt Nam mình đâu có khắt khe như Hàn Quốc đâu. Chắc chắn là không khắt khe như Hàn Quốc, nhưng mà cũng sẽ làm, nói chung là các bạn đang mơ mộng, cái tuổi các bạn lớn lớn, các bạn mơ mộng rất là nhiều. Mình không có muốn dập tắt đi cái sự hy vọng trong các bạn. Không muốn làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim của fan của Chi Dân. Cho nên là đối với Chi Dân là khi mà những cái vấn đề đời tư như tình cảm thì mình sẽ giữ cho mình và mình sẽ không chia sẻ, đúng không? Khi mà Ellie chia sẻ với mọi người là hôm nay chương trình sẽ mời đến đây Chi Dân thì Chi Dân biết không? Mọi người muốn hỏi là cái mẫu bạn gái lý tưởng của Chi Dân về cái bề ngoài và cái nội hàm bên trong là như thế nào? Dĩ nhiên là phải một người rất là tài giỏi, pha lẫn một chút. Người ta hỏi về ngoại hình với nội hàm bên trong đó anh ơi. Hả? Ngoại hình là phải đẹp rồi. Người ta hỏi chi tiết đó anh ơi. Chi tiết thì sao? Có nghĩa là tóc dài hay tóc ngắn hay này kia kia nọ. Tóc dài hay tóc ngắn cũng được. Ok. Tóc dài thì nhìn thanh thoát, còn tóc ngắn thì cá tính. Đó, từ trước giờ Chi Dân thì chưa quen bạn nào tóc ngắn hết. Nhưng mà nếu mà một bạn nào tóc ngắn cá tính thì tính tình họ thì cũng có thể. Rồi cái nội hàm bên trong còn có những yêu cầu gì nhỉ? Thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện. Ok, rồi vấn đề ghen tuông thì sao? Mà mật độ như thế nào thì gọi là Chi Dân sẽ có chấp nhận được. Tại vì con gái khi mà người ta yêu người ta rất là ghen, đúng không? Đúng rồi. Mật độ sao thì hai, một tuần lần, hai tuần lần, một tháng lần. Ghen thì chắc cũng không ghen đâu, tại vì Chi Dân ít khi nào ra đường lắm. À là không có cơ hội ghen luôn. Không có cơ hội ghen luôn, Chi Dân chỉ ở nhà thôi. Chơi game hả? Không có chơi game, Chi Dân chỉ xem TV rồi đi tập gym hoặc là uống cà phê ở dưới nhà thôi. Ngoài ra Chi Dân không có đi đâu hết. Nói mọi người không tin chứ mọi người nghĩ Chi Dân là một bad boy. Chắc có lẽ là cuộc sống của anh này lúc nào cũng trong ba rồi đi chơi này kia rất là nhiều, nhưng mà không phải như vậy. Nhìn vào nó trời, nhìn đó hả, nó quậy lắm. Nhìn vậy biết cả công tử rồi đi chơi tối ngày thấy trong ba chắc ngã quen biết nhiêu cô này kia. Nhưng mà không phải, Chi Dân không có cơ hội để làm điều đó. Chi Dân lúc nào cũng khép mình trong nhà hết trơn. Vậy là Chi Dân muốn nói với mọi người là Chi Dân là một bạn trai rất là an toàn. Và bạn gái sẽ không có cơ hội đi ghen đâu. Không bao giờ cơ hội đi ghen. Chi Dân chỉ ở nhà thôi, rồi đi lòng vòng đi chơi này kia, cũng lòng vòng cái khu nhà của Chi Dân thôi. Rồi xong rồi tối về ngủ thôi. Chứ không có thích đi chơi này kia ban đêm rất là nhiều. Ok. Gần như là khá là suôn sẻ. Mỗi câu hỏi như không có làm khó Chi Dân được mấy. Nhưng mà phần tiếp theo là phần thử thách. Thì là nó được gọi tên là cuộc gọi thần thánh. Và Chi Dân sẽ phải gọi cho một cái người đồng nghiệp khá là thân với mình, lừa một cái gì đó để mà người ta tin. Và mọi người vote cho nhân vật mà Chi Dân vừa nói là đừng có nhắc tới nữa đó. Thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Nếu không phải là người đó thì phải gọi một cái nhân vật nào đó có cái tầm ảnh hưởng tương tự trong đời sống Chi Dân. Bạn nữ hay nam? Nữ. Gọi nữ hả? Đúng rồi. Nữ thì Chi Dân rồi ok, để gọi cho Hằng Minh Bon đi ha. Một cái nội dung gì đó mà khác quắc với lại Chi Dân mọi ngày nha. Mới là khó chứ. Bây giờ mình thử thách như thế nào? Thử thách là lừa một cái điều gì đó không phải là bản thân mình, nhưng mà người đó vẫn phải tin nha. Hello. Hello. Alo. Alo, có phải em và bạn Hằng không? Alo ạ. Alo, có phải Hằng bên Bình Bông không nhỉ? Dạ, xin lỗi, ai đây ạ? Anh có thể nói lại được không? Sóng yếu quá ạ, không nghe cái gì ạ. Cho hỏi bạn phải bạn Hằng Bình Bông không? À, có việc gì vậy ạ? Bạn ơi, mình là quản lý của Hằng ạ. Hằng... Chuyển máy. Bạn chuyển máy cho Hằng được không? Có việc gì vậy bạn? Bạn là ai? Bởi vì mình không có tự nhiên do đưa máy cho người lạ cho Hằng được bạn ơi. Mình là bạn của Chi Dân. Nhờ bạn chuyển máy cho Hằng giúp mình được không? Dân, Chi Dân hả? Dạ. Có phải Chi Dân không? Dạ, Chi Dân đây. Hát một bài nghe coi.
Cái gì? Hát đi cho người ta. Bị điên hả? À, hát bài gì giờ? Cho bao nhiêu thương em bay xa. Sao em mua đi thua đi em à? Qua hả? Sao gọi số lạ thế? Hả? Số này số mới tôi mà. Tôi lưu số ông nhé, 091. Đúng rồi, 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 đúng rồi, đúng số đó rồi, đúng Ngọc. Đúng số đó rồi, ừ. Bây giờ block số này nha. Gì vậy? Nào, sao nói đi. À, tôi hả? Ông bị nháo à, tôi biết ơ tôi hả? À, ta đang rảnh hả? Có làm gì không? Nói luôn đi coi. À, tối nay có một cái show. Tối nay có một cái show luôn. Ừ. Như nào? Có một nghe cái gấp gấp. À, có một cái show ở Quay Bà Lắc á. À. Thì nó mời tôi. Nhưng mà tôi bận việc quá cho nên là tôi không có đi được. Hôm nay tôi còn ở Phú Quốc á. Tiếp. Ừ, thì tôi nhờ chuyển cái show đó qua cho bạn, mày diễn giúp tôi được không? Tối nay mấy giờ? Tối nay 8 giờ. Ủa sao bị kẹt được như nào mà lại nhận show mà lại không đi được? Tại vì ngoài này đang máy bay đang nói chung thời tiết là không có bay được. Ừ. Ok, bây giờ thế này nhá. Tôi nhắn cho bạn số của Trang nhà tôi. Trang là em gái tôi mà cũng là quản lý luôn. Ừ. Thì bạn vì sao nãy nói là quản lý đang nói chuyện với tôi? Cái gì cơ? Vì sao nãy nói chuyện tôi là quản lý? Khổ quá, tưởng bị treo nhiều lắm rồi nên là cứ nói thế để người ta đỡ treo á. Rồi. Ừ, bởi vì là Trang tiếp nhận thông tin xong rồi Trang xem có đi được không. Ừ. Nha, xong rồi báo cho ông lại luôn. Có chứ không phải là bạn biết lịch hết rồi hả? Trời ơi, tối nay tớ free, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà nó không ok thì tớ sợ không kịp make up, không kịp này kia thôi. Ờ, make up từ đây tới 8 giờ, make up 3 tiếng đồng hồ chưa xong nữa hả? Bây giờ đang rửa việc mà còn có hẹn với bạn cái công việc nữa nè. Vậy hả? Vậy là ok đúng không? Bây giờ hỏi lại coi sắp lịch ok là được đúng không? Đúng rồi, bạn hỏi bạn đưa thông tin cho Trang đi, Trang fix cái là tớ xem tình hình như nào rồi là tớ. Ok rồi, có gì nhắn số Trang qua đi tôi gọi nha. Nha. Alo, nghe không? Ok rồi đó. Vậy nhưng mà cái này nó rất là mix sense, nó rất là logic, nó không phải là những chuyện gì để mà. Chứ bây giờ mọi người, ví dụ như gọi mấy người muốn tôi nói tỏ tình một phát thì đó mới là chuyện ok. Là chắc chắn là không được, không được rồi đó. Không FP, không tin rồi. Ờ, hai đứa chơi thân với nhau giờ kêu lên tỏ tình sao mà hẳn tin được. Ok, fine, cho Chi Dân qua thử thách. Nhờ để cho Chi Dân về chứ sao. Rất là cảm ơn Chi Dân đã nhận lời đến tham gia chương trình. Và mọi người ơi, nhớ lịch phát sóng của chương trình vào 20 giờ thứ hai từ những trang thanhniên.vn, Thanh Báo Thanh Niên cũng như là YouTube iTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.